Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo chia sẻ những buổi phát cơm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Và trong video clip này thì Tuấn Dương giới thiệu là trong khoảng tuần tới Tuấn Dương sẽ đi máy ấm du xe Gia Lai ở Tây Nguyên để giúp đỡ các cháu mồ côi. Thì trước đây có một số cô chú anh chị cũng có nhắn nhủ là nếu khi nào trước khi đi thì thông báo để các cô chú giúp đỡ được một phần nào thì hay phần đó, thì bằng cái video clip này Tuấn Dương sẽ để ở đầu để cô chú anh chị biết được cái lịch trình mình sẽ đi Pleiku trong một tuần tới. Thì khi cô bác coi được clip này thì sau khoảng một tuần nữa Tuấn Dương sẽ đi, thì cô bác có gửi gắm để giúp đỡ các cháu thì Tuấn Dương sẽ nhận và lên đó để phát quà. Nếu mà cái kinh phí tốt có nhiều thì mình sẽ giúp thêm chạy tâm thần, rồi giúp hai làng cùi, rồi giúp các cháu mồ côi ở máy ấm du xe. Bây giờ thì mình sẽ đi phát cơm. Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở cổng số 6. Đây là bếp cơm cô Tư ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Thì những cái phần cơm này đó tụi mình là thông báo là dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cái đối tượng ưu tiên số 1. Tuy nhiên thì khi mà tụi mình phát ấy, thì sẽ có những cái người khác, nói chung là xe ôm bán vé số này nọ thì có thể cũng vô, thì tụi mình sẽ phát phiếu những cô bác mà bệnh nhân, người nuôi bệnh hoặc người ung thư là tụi mình sẽ phát phiếu trước để đảm bảo các cô chú có tiền. Thì hôm nay là sáng ngày 11 tháng 5 năm 2023. Thì đây mình sẽ quay toàn cảnh để cô chú anh chị coi những các cái hình ảnh của buổi phát cơm. Đây một trăm người đầu tiên đó là sẽ được nhận mỗi người là mỗi người sẽ nhận được 50.000.
Các chú đang giải thích là những người tới sau thì phải xếp hàng. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân trước em ơi. Vâng, rồi. Lời cảm ơn chia sẻ thật là chân tình. Chúc Mạnh Thường Quân sức khỏe. Dạ. Bằng an, vui vẻ. Lúc nào cũng hạnh phúc hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cả em luôn. Rồi, luôn luôn có sức khỏe để cống hiến cho bà con những điều tốt nhất nha. Rồi, xin cảm ơn anh. Dạ, dạ. Cố gắng lên em. Vâng, vâng. Tặng cho mọi người một nụ cười là trời tặng lại cho mình một sự thành công lớn không bao giờ kể được. Vâng, rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, cứ làm quan yêu đời như anh là được ha. Em làm cái gì cũng thành công, anh đảm bảo luôn, đi đâu cũng thành công, đi đâu cũng có nhiều bạn. Dạ. Đi đâu cũng có nụ cười tặng mình rồi. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Đây các ông bà, cô chú, anh chị đang ngồi để chờ sẽ nhận thức ăn. Qua bên kia. Dạ, dạ. Ở đây bọn con là ưu tiên thứ nhất là những người bệnh nhân, những người ung thư, người nuôi bệnh là của tụi con phát trước. Đây chú Tư sẽ phát phiếu. Cô bác một. Ông không phải nuôi bệnh. Tôi bệnh nuôi ở đâu 3-4 ngày. Anh bệnh sao anh ngồi ở đây, anh ngồi ở đây. Ở đây là cho mấy người nuôi bệnh nè. Dạ, mình phải xếp hàng theo đúng thứ tự. Có thì còn thì bọn em tặng, mà hết thì thôi. Dạ, rồi. Hết phiếu. À trời. Chú ơi, lấy cái xô cho người ta bỏ phiếu thưa chú. À, thưa các cô bác anh chị, cái bữa cơm ngày hôm nay đó là của đại gia đình anh Chô Mì, gồm có là gia đình Chiêm Trấn Lễ ủng hộ 300 đô, Amigon 200 đô, cầu an cho ông Huỳnh Chánh 91 tuổi và bà Vân Kha 84 tuổi, Spa Ngọc Hằng ở Trảng Bàng Tây Ninh ủng hộ 100 đô, Quỳnh Lương ủng hộ 100 đô, Jennifer Phan ủng hộ 50 đô, Châu Lương ủng hộ 50 đô, Đạt Quang ủng hộ 50 đô, bà Hoàng Thế Phụng ủng hộ 50 đô, Lệ Hoa Huỳnh ủng hộ 50 đô, Vincent Lương ủng hộ 50 đô, tổng cộng là 1.000 đô, thì sẽ phát cơm là khoảng 17 triệu, còn phát tiền mặt là 5 triệu, phụ bếp ăn và ủng hộ Tuấn Dương là 1 triệu, tổng cộng là 1.000 đô. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến tới để nhận thức ăn. Thì cái phần chị ơi, đứng ra ngoài này phát. Chị đứng đấy nhá, để bỏ phiếu. Chị cầm tiền chứ. Rồi chờ xíu, bỏ phiếu vô em. Rồi chờ xíu. Rồi nhận đưa 50.000 lấy phiếu xong. Chị đưa tiền đi ạ. Mẹ đấy có phiếu rồi.
Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Nha. Vâng, xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Rồi đây rồi bỏ cái là cảm ơn nhà chợ. Có 2 triệu. Coi như là đang có rồi, chen rồi. Rồi dạ rồi rồi rồi. Đi đâu? Chú bước tới đi ạ. Rồi. Phiếu đâu? Phiếu đâu? Có phiếu chưa? Rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cô gái xinh đẹp. Cảm ơn cậu thanh niên xinh đẹp. Rồi, cảm ơn nhà giáo. Này men quá. Cho đứng ké cái. Rồi rồi rồi, được, tôi biết tới đi anh ơi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn nhà giáo. Rồi, xin cảm ơn. Có phiếu không chú? Có phiếu không? Vâng, vâng. Nhận tiền đã cô, rồi cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Đứng lùi lại chứ. Rồi, ok. Đây là những cái bệnh nhân ung thư, ví dụ như chú đây là chú xạ trị ở cái phần cổ này là không có nói được, có một cái lỗ ở trong cổ. Rồi, xin cảm ơn. Anh lấy luôn cái anh lấy luôn cái cơm đâu anh lấy nhờ cô lấy luôn. Cô bác đưa phiếu để lấy tiền nhá. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Rồi chồng lên cho cô qua đường xếp xếp vô đứng đây. Rồi chồng tiền bắt ở nhà chồng. Rồi xin cảm ơn. Rồi mời các cô chú. Rồi cô đứng đây chồng lên rồi chồng tiền bắt ở nhà chồng. Đưa đồ ăn. Đưa đồ ăn rồi cặp cặp đồ. Thiếu đâu? Chồng thiếu đâu? Cô bác bỏ phiếu ra nhá, cầm phiếu ra tay để nhận tiền dùm cô bác ơi. Qua đường sắp xếp. Nhận xong rồi mang qua đường sắp xếp dùm em. Không có phiếu, không có tiền. Nếu mà không có phiếu ở trên rồi đấy là không phát tiền. Lấy gì phát dư một người không có phiếu rồi đó là phát ông già. Chú ơi xếp hàng dùm con chú. Là không có phiếu nhận cơm chú. Tiền bọn con có chỉ phát đủ cho 100 người thôi chú. Còn lại bọn con phát thức ăn. Rồi xin cảm ơn. Dạ cảm ơn. Rồi nhận tiền cô. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn nhà chồng. Rồi chúc sức khỏe. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Rồi cảm ơn nhà chồng. Qua đường đẩy rồi chồng ơi. Bà ơi qua đường đẩy dùm con đi bà để cho các cô chú sau còn tiến lên. Rồi. Nhanh chân bước đi anh ơi. Cho bà con sau còn tiến lên. Rồi cô bác cảm ơn nhà tài trợ để mai mốt nhà tài trợ làm kiếm được nhiều tiền về lại giúp đỡ cô bác nhá. Dạ xin cảm ơn. Dạ rồi cảm ơn anh. Vâng. Rồi xin cảm ơn. Rồi chúc cô bác mau hết bệnh đi về nhá.
mỗi người một bàn, đưa phiếu đây, để làm đi. Chú Kỳ ơi, nhớ coi ai không có phiếu nhá, không có phát thiếu tiền đấy. Cảm ơn. Dạ, rồi xin cảm ơn ạ. Rồi, xin mời, xin cảm ơn. Rồi, xin mời các cô bác lãnh cơm, rồi xin cảm ơn. Cô bác coi video clip thì nhớ bấm nút like, để lại bình luận, rồi chia sẻ, thả tim để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video clip mới, chia sẻ yêu thương. Đây đang là cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Những cô chú đang lãnh cơm là những người bệnh nhân ung thư, những người đi nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên là lãnh cơm đầu tiên và nhận tiền. Mỗi một người sẽ nhận là 50.000 tiền mặt. Cơm thì hôm nay là làm cơm chả cá. Dạ rồi, xin cảm ơn. Cơm chả cá. Rồi, rồi xin chào bạn Thu Hoài nhá. Tụi mình đang phát cơm miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi. Ở đây ở ngoài đường thì nó cũng hơi ồn nên là mình nói, bạn nói chắc mình không nghe nhưng mình nói chắc bạn nghe được. Ở đây thì có Mạnh Thường Quân về là trực tiếp phát tiền. 100 người bệnh, người ung thư là sẽ nhận mỗi người 50.000. Một phần thức ăn ở đây thì gồm có cơm chả cá, một ổ bánh mì ngọt, một chai nước suối, một trái chuối, một bịch canh. Đó. Thì các bạn có thể chia sẻ cái video clip này để cô chú nào mà có hoàn cảnh khó khăn ở nhà thương Chợ Rẫy, đi nằm viện không có tiền mua cơm đó, thì có thể lại đây để nhận những cái phần ăn miễn phí. Tiền bạc để tiết kiệm tiền bạc cho các cô bác, dành tiền để chữa trị bệnh, điều trị dài ngày. Đây đây mình sẽ quay một lượt cho cô chú anh chị chúng ta coi. Là bên này thì phát bánh mì, rồi phát nước suối, phát chuối. Mỗi một ngày ở đây thì có bình quân là khoảng 500 người ra để nhận thức ăn. Tuy nhiên thì tùy theo cái số tiền tụi mình có, chỉ đáp ứng được phần nào thôi. Một suất ăn này dành cho hai người, bệnh nhân và người nuôi bệnh. Ai có phiếu? Rồi, bụi đời chen ngang là vậy là thiếu tiền rồi đó. Chú ơi có rồi, chú có tầm 50 rồi, thôi để nhường cho người khác đi chú. Dạ thôi chú ơi, chia sẻ mỗi người một chút giúp con đi ạ. Dạ dạ dạ. Có những người bụi đời họ sẽ chen ngang vô, họ không có phiếu ấy chị, mình đừng có phát, chị cứ coi theo chú Kỳ. Ai có phiếu mình mới phát ạ. Dạ. Ai không có phiếu là không phát. Rồi, cầm lên đi, rồi nhận tiền, cảm ơn nhà chậm. Rồi, xin cảm ơn. Không có phiếu là không có, không nhận tiền. Dạ. Phiếu luôn không? Rồi, cầm lên đi con, rồi nhận tiền, cảm ơn nhà chậm. Rồi, cầm lên đi, cảm ơn nhà chậm. Rồi, xin cảm ơn. Phiếu luôn. Rồi, cầm nhận tiền, cảm ơn nhà chậm. Phiếu luôn. Rồi xin cảm ơn, chúc sức khỏe. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Rồi xin cảm ơn. Không có phiếu không phát nha, em này không phiếu. Chú Kỳ ơi, bé này có phiếu không chú Kỳ? Có. Rồi. Rồi xin cảm ơn. Rồi. Có phiếu đó, chú dặn này chú không thiếu, chú ra. Vâng. Rồi. Rồi chú ăn rồi. Rồi chú phiếu đây con. Có. Ai nói ai không thì chú nói không nhá, để chị biết. Vâng. Cô bác cầm phiếu ra tay giùm con nhá. Ai được phát phiếu cầm phiếu ra tay để nhận tiền. Ai không có phiếu thì thôi. Đây hết 100 phiếu rồi đó các bạn. Giờ
tiếp tục. Nói chung là cứ ưu tiên cho các cô chú đi nuôi bệnh. Đúng rồi. Đi thì nó kêu bác sĩ kêu mình đang cấp cứu gì thì rồi tới các ông bà già lớn tuổi. Rồi, bà vào luôn. Đây còn là hai hàng nữa này. Mỗi một cái hàng dài đó thì cỡ khoảng 150 người các bạn ạ. Mỗi một hàng dài thì cỡ khoảng 150 người, dài từ đây này, tới tút tận ngã tư phía dưới kia. Rồi bên này thì còn một cái hàng nữa là các cô chú ra sau đó thì cứ đứng xếp hàng ở đây. Những ai ra sau thì tụi mình sẽ mời xếp hàng phía bên ngoài này. Anh trai lấy cơm qua bên đường xếp hàng giúp em ạ. Bé là con nhà ai? Con đi đâu? Con đi một mình. Ừ. Thế con nhà ai? Cháu của chú á? À. Phải không? Cháu ruột à? Không ơi. Nó đi có một mình mà nó thấy ở xóm nhớ đường này. Nhận làm cháu thôi. À. Con không đi học à? Không đi học. Thế con mấy tuổi rồi? 11 tuổi. Nhà con ở đâu? Quận 6 à? Trời, bé xinh gái dễ thương này mà không cho đi học hành gì cả. Đó, nó học buổi chiều, mà mẹ nó bị liệt rồi. Để là cháu cô à? Không, cháu người ta. Cháu người ta mà cô chở đi dùm thì. Đi lấy cơm gì cho mẹ, không chỗ rồi. Dạ. chào chú ạ. Ăn cơm ngon không chú? Ngon nhá, sống ngon. Vâng. Có cơm là đỡ rồi bây giờ. Đồ vô luôn với đồ chút. Anh ơi sao lại chen vô? Em nuôi con giờ mới về xong cũng mới rồi. Không nhưng mà mình phải xếp hàng chứ. Thông cảm em ơi. Không được, bây giờ ai cũng thông cảm thì giờ sao giờ? Thôi, ơi lỡ nha, nhưng mà đúng là anh phải xếp hàng em dưới biết, kia em kìa. Em biết nhưng mà đều có cái thế này. Nhóc có bệnh quá em bữa nay thôi. Có một lần đầu tiên là lần cuối cùng nha. Trời ơi. Anh làm thế thì nhiều cô bác ở phía đằng sau người ta đang xếp hàng mà không có. 7 giờ này tới sắp tới giờ này. Dạ. Chú sắp từ mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ tới. Đây. Giờ bây giờ là 10 giờ nha các bạn. Dạ có, chị muốn nhận bao nhiêu? Có phiếu nè, nhưng mà ông anh không đi được. Đâu hả? Phiếu đâu? Không đây ý là phiếu nhận tiền á. Không, phiếu này không phải. Dạ. Phiếu này phải ra sớm, còn phiếu này ra trễ là tiền phát hết rồi. Dạ. Mỗi người một phần. 300 người cho đúng ăn gà. Mỗi người một phần thôi. Ngắn gọn. Em ơi, cơm, bánh mì, nước suối một phần ăn này dành cho hai người rồi. Để dành cho những cái bạn khác giúp anh. Ê, hôm nay cô làm hai món. Một món là chả cá kho với cà chua, chả cá sốt cà chua. Một món là thịt ba rọi. Dạ rồi, cảm ơn. Cố gắng mở sẵn nắp hộp bánh bao xốp ra dùng nhá, mỗi người nhận một phần. Cơm, bánh mì, nước suối, chuối. Dạ, xếp hàng mà có giúp. Rồi cô bác có những người họ xếp hàng từ 7 giờ. Nên là bây giờ mình nếu mình nhận thì cứ xếp hàng, còn thì tụi con phát hết. Hết thì thôi vậy.
đứng lên lề đi mấy chị gái ơi, mấy chị gái đứng lên lề giúp em đi ạ, cho xe còn đi. Đẹp ơi, qua bên đường xếp hàng đi. Qua bên đứng cạnh cái cô áo vàng như em kìa. Mình ra sau cứ đi theo hàng cho có trật tự chứ. Phát hết rồi đấy chú, coi là một em bùi đời nhảy vô với một ông già mà bị tai biến ấy. Là phát không có phiếu, con nói rồi. Vâng. Mình chờ xếp hàng đây còn nhanh hơn đi mua cơm. Mà đi ra sau mà cứ trèo lên là sao ta. Đây những người chen vô này các bạn này. Chú yêu cầu đứng xếp hàng, đứng cuối. Nói chung là cũng cố gắng hết sức để mang lại cái sự công bằng, mang lại một cái bữa ăn cho bà con cô bác. Mình lãnh ở trong cái điều kiện là phải đảm bảo trật tự, an toàn. Rồi ai cũng có. Bác sẽ tiến tới nhích từng chút một. Xin cảm ơn, vui lòng bước tới. Xin cảm ơn, dạ cảm ơn mấy cô chú. Cơm có thịt dành cho những hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Nay chú Kỳ chỉ đạo ra lại còn có màn bắt tay chào hỏi nữa này. Dạ con cảm ơn. Rồi. Rồi, mỗi người một phần. Rồi, mỗi người một phần đừng đẩy ở đây em, chồng lên qua đường sắp xếp, đưa tận tay ta là lấy luôn về, đưa cơm, đưa đồ ăn. Rồi, chồng lên qua đường sắp xếp, mỗi người một phần cơm, một đồ ăn. Kéo đưa cho nhiều người mà không, để ăn đi. Cơm mặn hai món, một món là chả cá, sốt cà. Mỗi một phần anh ơi, để làm đi anh ơi. Ai xin hai phần thì vui lòng quay lại đằng sau nhìn còn 300 người nữa chưa có thức ăn nhá. Cô bác nào muốn xin hai phần thì vui lòng quay lại đằng sau nhìn nhiều người còn chưa có. Rồi, chúc cô bác ngon miệng, xin cảm ơn. Ủa, hôm trước em nói là giấy tờ sao không làm được là sao? Gỡ cô mới đi rồi, bà không có ở dưới quê, bà đi. Vậy bây giờ em tính sao? Đi làm thì vẫn gỡ được, có chỗ gỡ. Chỗ gửi ở đâu? Bên Củ Chi á, em làm bên đó, làm xưởng gỗ. Chừng nào em đi làm? Em tính chắc hết tháng này. Hết tháng này gì? Dạ. Ờ, về còn gặp anh đúng không? Dạ. Xong làm giấy tờ cho bé cho đàng hoàng. Thì rồi con ở đây anh sẽ giúp em một chút để có tiền gửi con rồi đi làm nhá. Tiền là có rồi đấy, để bữa nào anh gặp em anh nói chuyện. Cùi đời từ nhỏ không là có vợ có đăng ký kết hôn mà. Có vợ có đăng ký kết hôn mà. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Diêm Huỳnh và gia đình gồm các thành viên gia đình Chiêm Trấn Lễ ủng hộ 300 đô, Ami Gong ủng hộ 200 đô, cầu an cho ông Huỳnh Chánh 91 tuổi và bà Vân Kha 84 tuổi. Cảm ơn Spa Ngọc Hằng ở Trảng Bàng Tây Ninh ủng hộ 100 đô, Quỳnh Lương ủng hộ 100 đô, Jennifer Phan ủng hộ 50 đô, Châu Lương ủng hộ 50 đô, Đạt Quang ủng hộ 50 đô, bà Hoàng Thế Phụng ủng hộ 50 đô, Lệ Hoa Huỳnh ủng hộ 50 đô, Vincent Lương ủng hộ 50 đô. Thì cái số tiền này đó các bạn là để phát cơm là 17 triệu, 5 triệu phát tiền mặt, 1 triệu thì sẽ gửi tặng các tình nguyện viên của bếp cơm và gửi cho Tuấn Dương. Xin cảm ơn gia đình anh Chô Mì đã ủng hộ cho chương trình. Thì anh đang ngồi kia để anh coi phát cơm. Rồi xin cảm ơn. Dạ mang qua đường sắp xếp giúp em anh ơi. Hồn ai nấy giữ đi bà ơi. Rồi xin cảm ơn ạ. Ai xin dùm thì cứ quay lại đằng sau là 300 người chưa có cơm nhá, nên của mình lấy. Mở cái bọn nó chẳng
mình xin dùm vào người khác, người ta không ăn được mà người xếp hàng không có. Bà ơi, vui lòng ra đằng sau xếp hàng giúp con bà. Để đàn em trai còn 300 người sau lưng em nữa, chồng lên qua đường xếp chết. Rồi, xin cảm ơn, bước tới đi mấy anh chị. Bước tới. Rồi, xin cảm ơn, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn, bước tới. Bỏ nách cho chồng đi, chồng lên qua đường cấp chết. Dạ, một người chạy ở đây, chị ơi, dạ, bà phái cho người chạy. Mỗi người một bằng thôi, chị ơi. Giờ xin cho em 300 má nữa hả? Thấy chồng. Đằng sau còn nhiều người chưa có cơm cô bác nhá. Mỗi người nhận một phần giúp em đi ạ. Bánh mì, nước suối, chuối. Một suất này dành cho hai người ăn rồi. Rồi mang ra ngoài xếp, sắp xếp em trai. Lấy chồng Việt Kiều không để nhờ anh này giới thiệu cho nè. Khỏi đi ve chai. Rồi còn cái gì nhận cái đó cô bác nhá. Còn cơm không hay hết cơm rồi. Hết rồi anh chị ơi, hết rồi. Rồi, hết thịt đây là hết nhá. Rồi, được rồi, chờ xíu. Đây là đổ mà. Trong đây là cầm cái này đi, rồi qua đường là chị sắp xếp. Cho người gác lạnh nữa.
rồi cầm đồ ăn rồi thuốc rồi được vậy nè. Rồi thịt thiếu. Bà đi nuôi ai ấy bà? Đi tái khám. Đi tái khám à? Từ năm 2000 đến giờ tháng nào cũng đi tái khám. À từ năm 2000 đến giờ hai mấy năm. Giờ đây chú sẽ dẫn bà qua đường. Dạ. Vâng. Tháng nào cũng vậy. Dạ rồi. Rồi bà mời bà qua bên đây. Dạ. Dạ. Bà ơi, bà đứng phía sau kia bà, xếp hàng giúp con. Còn nước này, có gì đâu. Chị ơi, qua đường chắc chắn cho bà. Rồi, hết nha cô bác ơi. Cô Tư còn cho cơm không đi cô. Có cơm không thôi cô bác, có lấy không? Rồi. Thế chỉ còn cơm không thôi nhá. Rồi, còn cơm không thôi cô bác. Hết đồ ăn rồi, lấy cơm phải không? Có cơm luôn. Hết đồ ăn rồi nha bà. Hết đồ ăn rồi cô bác nhá, chỉ còn cơm thôi. Lấy cơm không? Rồi, lấy cơm luôn. Hết đồ ăn rồi, có lấy cơm không? Dạ, hết đồ ăn rồi cô bác nhá. Hết đồ ăn rồi. Còn cơm, cô bác nào lấy cơm thì... Rồi, xong. Rồi, kết thúc hạ màn luôn.